u là trời, nãy giờ không có bấm quay. Nhìn thì rất là chuyên nghiệp đấy, mà không biết nó ra cái gì, cái thấm công sự gì không. Mình phải lên màu nữa chứ. Em tắt tiếng nghề nghiệp, tắt tiếng nghe chuyên nghiệp hơn. Đau quá. Ôi, đau hả? Muốn em dậy lấy là không đau. Nhưng mà đau quá. Kéo cái màn anh chị cái hình đây. Ấm em ơi. Thôi mà quên nữa. Kéo cái màn ra thôi. Đúng rồi, mình mát phải rồi. Bên đi lần đầu tiên hả? À? Ừ. Cố lên, cố lên, cố lên. À đau quá. Ở chán nó sẽ đau hơn hay là sao? Tùy người. Em thấy ở đâu nó cũng đau quá. Đổi gì vậy hả? Cho em cái gì đi. Đau quá. Ok, cảm ơn chị. Chết thật, rất là nhẹ nhàng rồi đó. Nhưng mà nó đau quá. Cái lần gần nhất em lấy mụn ra đâu? Dạ, cũng mỗi gò dắt luôn. Nhưng mà nó không đau hả? Em la quá. Nhưng mà cái chị kia kiểu như nặng không sạch đó chị. Thấy em la cái là bắt đầu bỏ. Ủa chứ vậy là giờ la nặng nặng nha. Cứ gì la bình thường đi em, cho chị cho em la đó. Chứ đừng có ép chị.
Em la sao đừng để công an đến đây là được thôi chứ còn cho em la thoải mái. Em la chị nặng thì nặng à? Thì cả em khóc sướt mướt đây chị cũng nặng mà. La đi cho thêm phòng thú gì. Cục này nó đau dữ gì. Cục nào đau luôn á. Vậy hả? Chủ nhật chứ. À, hôm qua. Ai sao? Ai? Bé mà đi hai skin này. Ai da, đau quá. Ai không biết em đau. Đau luôn á. Không lấy nữa nha. Lấy nữa không nè. Thôi lấy đi, mà đau. Lấy cục nào là hết cục đó, yên tâm. Không về lành da lắm. Nhìn nghiệp rất là chuyên nghiệp nhưng mà nó có ra thể làm cho em ấy bị khớp chứ. Ra thể thống cống sự yếu. Ngưng xíu được không chị? Không. Đau quá. Bé này thiệt tình thì sợ luôn rồi trời. Thôi má, đau dữ cái gì? Cầm có tiêm không? Ừ, có. Nào quá. Biết rồi mà nói quá. Mặc dù là biết nhưng mà vẫn nói. Nó có đỡ đau hơn không? Chưa? Dạ thêm lâu rồi. Tan rồi mà đau quá mà em chưa dám đi dặm nữa. Ủa tim đau lắm hả? Dạ đau. Có rất tê rồi nhưng mà vẫn đau mà. Vậy hả? Tim mà vẫn đau hả? Chị đi sửa mũi đi. Bé có sửa mũi không bé? Dạ chưa. Chưa tính hay là chưa làm? Chưa làm nhưng mà cũng thích. Nhưng mà đau quá. Hình như sữa mũi không có đau. Chị nghĩ sao lúc về không đau vậy? Nó chỉ không đau lúc sữa thôi chứ lúc về nó mới đau chứ. Ủa, lúc về không có thuốc tê nó không đau mới lạ luôn á. Nó nhức luôn á. Chứ con thuốc mà.
thuốc thì thuốc chứ. Chị không thấy bà Hiền kêu 6 tháng không cúi được luôn à? Bà Hiền hồi xưa là sửa mũi ấy. Cúi xuống nó đau, cúi xuống nó đau. Chị ăn có sợ đau đâu mà. Nên có thấy cái bụng ở đâu mà hay là hóp rồi. Hóp bài này còn không hóp bài gì. Thấy đâu mà. Có khẩu nghiệp nhiều không mà mụn quanh miệng nhiều vậy? Không có. Hồi nãy tiên nó nói nó nhiều tuổi thì biết. 21 thì... Thầy đau hoài luôn mà, cái đâu có nào ít đâu. Tiếng Anh nằm bởi nó cười ỉa bạn nhỉ. Cười ỉa ghê vậy trời. Là chị thêm vô chữ ỉa đó em. Cười sơ sơ thôi. Miễn cười thôi. Cười đã đi em. Giờ nhiều nó không nhiều mà ít nó không ít. Nghiệp, mấy mốt mà có đổi bên đó, em đổi nhớ đổi camera nha. Đổi chiều camera. Đúng rồi, xoay nó giống vậy nè. Hồi nãy là nằm camera bên hướng này đúng không? Bây giờ nằm cây ra bằng hướng này nè, nó góc với gọng thôi. Bánh thịt xịt em. Nè, hồi nãy cây miga là nó nằm ở bên này. Thì khi mà đổi bên mà không đổi vị trí á, thì mình sẽ đổi camera. Hiểu chưa, hiểu chưa, chị nói. Chứ đừng có để một cái vị trí camera vậy thì cái góc nó bị hẹp. Anh còn đi học hết à? Năm mấy rồi nữa hả? Tôi nghĩ không vậy. Dạ. Tôi nghĩ không. Anh đang chụp quay cái máy rồi mà. Nói câu đó là hiểu rồi. À, sao gì? Cúp lên nhau à. Trời, nó nhõng nhẽo. Có người yêu chưa đây? Dạ có. Chắc là giờ chụp không được tấm nào gì. Người yêu quen cái này không quen ở dưới vậy.
Dạ, ở trên đây chị. Nó lên chưa được nhiêu chứ mà nó có ghẹ rồi đó. Không có gì. Mấy cục ở mỏ khỏi nặng ấy chị ơi, đau quá. Cục có nặng đâu. Xong rồi. Ta bị tận nhang mà còn bị mụn nữa. Nhiều người ta bị cái này là bị gì? Bị sẹo hay là bị gì đây? Dạ mụn thật đó. Như có mụn thịt nữa. Ừ. Sẹo bà đó rồi. Em móc. Mà ít có móc quá, lõm nguyên miếng luôn này. Ừ. Giờ mép còn một cái lấy cho nó. Một cái. Một cái một hả? À. Rồi. Trời. Đi. Đi mày em. Mày mụn nè. Mốt mềm mỏng lại. Mà nó chưa hết 100% đâu nha. Dạ. Lấy lần nữa. Cái ba đi. Ủa sáng kia sơn móng tay à? Tưởng sơn rồi.